Đây các bác này, xem là quả này quy chuột này, con chuột ăn đây này, nó sẽ sang đôi trên này làm lán đấy. Đây các bác ơi, hôm nay con gặp được cái vách núi này, vách đá nhá. Hôm nay mình sẽ lập cái lán đây.
Các bác ơi, có buổi trưa đây.
Đây các bác ơi, mình kiểu mình đi bẫy chuột nhưng mà gặp cái tổ ong mật đây. Tí mình sẽ bổ đây. Quay lên cho các bác xem nhá. Đây mẹ nó ra đây rồi đây. Đây các bác ơi, đây là cây cỏ rừng nhá.
Đây này, chuột ăn đây này. Hôm nay mình sẽ tìm được cái đổ này, mình sẽ dùng cái lán ở đây để đi sinh tồn.
Này các bác ơi, đi vào rừng già thì vào gặp cái rừng rừng bầu này, măng bầu đấy này, đây, mới chặt mấy cây để làm cái sàn lán. Thank you.
Thank you.
Mời các bác nhé. Thank you.
mời các bác nhá, ăn bữa tối nhá.
Ui trời, nhiều đồi đá thế này mà có cái hang nào mà lập cái lán nhỉ? Uhuhu, đây rồi, hang đây rồi.
vâng ạ, hôm nay mình thấy đi phải phải cái khu không có nước. Hôm nay mình thấy đào gốc cây chuối này để lấy nước uống nhá. Này các bác ơi, hôm nay mình đi đào cây chuối để lấy nước uống, nhưng mà đi gặp gà rừng bấy rồi. Tí mình sẽ đánh bấy vào đây.
rồi ôi các bác thấy đây đây này, đây là cái dây củ mài nhá, đây củ rừng đấy, đi theo cái đường này thì xuống dưới này, đi đường dưới này. Đây là dây của mày nhá. Đây. Rất to luôn nhá. Đấy từ đây sang kia, gốc nó ở đấy. Ở trên này còn một nguồn dây nữa này. Đây này. Là hai dây liền nhá. Này này các bác ơi, này này hẳn ba chơi nhá, và nó đến củ rồi mà vướng ngay vào đá này, đây giờ phải bới ra hết. Đây 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 là củ năm ngoái nhá, đây này. Đấy.
Vâng nhá. Chú sâu quá thì con lấy được hết nhá, lấy một nửa thôi, phần này nó đủ bữa tối thôi. Bây giờ đá nhiều quá, nên về lán thôi.